Kênh truyền hình Đài Việt VTC9 thông báo tuyển dụng chức danh sau: 1. Nhân viên booking, yêu cầu nam nữ tuổi từ 20 đến 30 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng đại học, kinh nghiệm sẽ được đào tạo, cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, sử dụng tốt các phần mềm soạn thảo văn bản, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm trên máy vi tính, giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết công việc tốt, hòa đồng làm việc theo nhóm. 2. Nhân viên kỹ thuật chương trình, yêu cầu tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế, Đại học Văn hóa, Đại học Sân khấu Điện ảnh, v.v. các ngành quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông, ngữ văn, có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm ADS, bộ Adobe CS, AE, AP, Premiere, v.v. năng động, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận. 3. Nhân viên nghiệm thu chương trình, yêu cầu tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế, Đại học Văn hóa, Đại học Sân khấu Điện ảnh, các ngành quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông, ngữ văn, v.v. có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, truyền thông, năng động, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận. 4. Nhân viên biên tập chương trình Chuyện không của riêng ai, công việc xây dựng tình huống, làm việc với tác giả để chuyển thể tình huống thành kịch bản, tiếp nhận kịch bản, sàng lọc kịch bản và biên tập kịch bản theo định hướng của chương trình. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 30 đến 40 tuổi, tốt nghiệp đại học các ngành luật, báo chí, truyền thông, ngữ văn, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, tư vấn luật, v.v. có khả năng tư duy và phân tích tốt, có khả năng chịu áp lực cao, sắp xếp công việc tốt, giao tiếp và ứng xử tốt. 5. Nhân viên kinh doanh, yêu cầu nam nữ tuổi từ 25 trở lên, tốt nghiệp đại học các ngành lĩnh vực liên quan như quản trị kinh doanh, marketing, đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực sale, có khả năng thuyết trình tốt, khả năng trình bày proposal chương trình PowerPoint tốt, thành thạo vi tính văn phòng, chủ động trong công việc, có khả năng lập kế hoạch, luôn cam kết đúng deadline, có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, năng động, sáng tạo, hòa đồng, có tinh thần làm việc nhóm cao. 6. Nhân viên biên tập chương trình giải trí, công việc biên tập viên chương trình truyền hình, trợ lý sản xuất các chương trình giải trí, quảng cáo, game show, lên ý tưởng và phát triển nội dung ý tưởng các chương trình truyền hình, yêu cầu tốt nghiệp đại học cao đẳng các ngành báo chí, phát thanh truyền hình, kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên, viết tốt, năng động, sáng tạo, chịu áp lực cao. 7. Nhân viên thiết kế Senior Motion Designer, công việc thiết kế 3D pop-up, bộ vỏ chương trình, hình hiệu, hình cắt, pop-up, bar, hình gạt, ending, end frame cho kênh, lựa chọn hình ảnh phù hợp liên quan đến các phương tiện truyền thông, bộ phận khác để thiết kế trailer cho chương trình, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng sáng tạo, giám đốc marketing như thiết kế hình ảnh các chương trình, thiết kế ending, end frame cho phim, web time, hỗ trợ thiết kế 2D, v.v. thực hiện những công việc khác để xuất file, chuyển file thiết kế cho các bộ phận liên quan, web, trailer, xử lý tiếp theo, lưu trữ các tài liệu liên quan đến công việc, yêu cầu kinh nghiệm làm việc từ 4 năm trở lên, am hiểu về thiết kế 3D, motion graphic, sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa, Cinema 4D, Illustrator, Maya, After Effects, biết lên concept cho bộ hình hiệu, PVC, biết cập nhật những xu hướng, phần mềm thiết kế mới, có khả năng thiết kế 2D tốt để hỗ trợ cho team 2D khi cần thiết, năng khiếu mỹ thuật tốt, có khả năng làm việc độc lập, nhóm và chịu được áp lực công việc. 8. Nhân viên thiết kế, Senior Graphic Designer, công việc thiết kế 2D, poster, leaflet, identity, thiệp, brochures, lịch, vật phẩm quảng cáo, v.v. thiết kế sản phẩm đồ họa phục vụ cho các sự kiện, các chương trình nếu có, bản tin Let's Việt phát hành hàng tháng, báo nội bộ cho Let's Việt, thiết kế các sản phẩm phục vụ cho event công ty, backdrop, standee, v.v. thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng sáng tạo, giám đốc marketing như thiết kế web time, pop-up, hỗ trợ team 3D, v.v. lưu trữ các tài liệu liên quan đến công việc, thực hiện những công việc khác để xuất file, chuyển file thiết kế cho các bộ phận liên quan, web, trailer, v.v. xử lý tiếp theo, lưu trữ các tài liệu liên quan đến công việc, yêu cầu kinh nghiệm làm việc từ 4 năm trở lên, am hiểu về thiết kế 2D, có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, biết cập nhật những xu hướng phần mềm thiết kế mới, năng khiếu mỹ thuật tốt, có khả năng làm việc độc lập, nhóm và chịu được áp lực công việc. 9. Nhân viên dựng phim, công việc dựng các tin phóng sự, chương trình truyền hình, game show, làm và chạy các kết nối graphic, video clip, TVC cho những chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng trên kênh Let's Việt và Hà Nam TV.
yêu cầu tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành có liên quan, tốt nghiệp các khóa đào tạo về dựng phim, sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim cơ bản như Adobe Premiere, Edios, v.v. và các phần mềm hỗ trợ khác như Sophos, Photoshop, After Effects, v.v. Kinh nghiệm đã từng dựng phim cho các đài truyền hình, hãng phim hay các công ty truyền thông. 10. Quản trị dự án, công việc thực hiện và giám sát các dự án mới và đang sản xuất, lập và thực hiện kế hoạch sản xuất, hậu kỳ và phát sóng chương trình truyền hình, lập dự toán và sử dụng ngân sách sản xuất phù hợp và hiệu quả, đàm phán với các đối tác liên quan chương trình, xây dựng cấu trúc và nội dung chương trình. Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành, lĩnh vực liên quan, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, nghe, nói, đọc, viết, có khả năng đàm phán và xử lý tình huống, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết phục, tự tin, chịu được áp lực công việc, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, biết sử dụng phần mềm Microsoft Project, Excel, PowerPoint, v.v. 11. Nhân viên biên tập chương trình siêu thị cuộc sống, công việc, viết kịch bản, thực hiện các phóng sự, clip cho các chuyên mục. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, báo chí, truyền thông, ngữ văn, thuộc các trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Kinh tế, Đại học Văn hóa, Sân khấu Điện ảnh, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình, năng động, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đi công tác tỉnh. 12. Nhân viên trợ lý chương trình siêu thị cuộc sống, công việc, thực hiện các công việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ, chịu trách nhiệm hậu cần tại hiện trường thực hiện chương trình, theo dõi kịch bản trong quá trình quay, dựng thành phẩm chương trình. Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, báo chí truyền thông, ngữ văn thuộc các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Kinh tế, Đại học Văn hóa, Sân khấu Điện ảnh, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình, năng động, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đi công tác tỉnh. 13. Đạo diễn dàn dựng. Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành đạo diễn, có tư duy tốt, sáng tạo trong công việc, am hiểu về âm thanh ánh sáng, dàn dựng sân khấu, sử dụng thành thạo các thiết bị truyền hình, có khả năng chịu được áp lực công việc và làm việc ngoài giờ, yêu thích đam mê công việc, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo. 14. Nhân viên PR phòng marketing. Yêu cầu nam nữ tuổi từ 25 đến 30, tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành marketing, truyền thông, khoa học xã hội hoặc các ngành có liên quan, kinh nghiệm, am hiểu về marketing, có khả năng sáng tạo viết bài PR, xây dựng viết ý tưởng kịch bản, lời bình trailer, có khả năng chịu áp lực tốt công việc, có thể làm ngoài giờ, am hiểu 3D, phần mềm Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, v.v. Ưu tiên cho ứng viên đã từng làm việc ở các công ty về truyền thông và quảng cáo, đặc biệt là truyền hình. Kỹ năng viết tốt, sử dụng từ vựng ngữ pháp tiếng Việt nhuần nhuyễn, văn phong đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, độc lập, trách nhiệm, chịu được áp lực và thích nghi nhanh. Hồ sơ dự tuyển bao gồm đơn xin việc một bản, sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 2 bản, văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bản sao có xác nhận sao y bản chính, giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ 1 bản, một ảnh 3x4, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Lasata, phòng dân sự 4143, đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại số 0839333359, số fax 0839308050 hoặc nộp hồ sơ qua địa chỉ email hồ.nguyen@lasata.com.vn.